Cảm ơn quý vị vẫn giữ băng tần của đài truyền hình VBS. Mời quý vị đến với phần tin châu Á. Chuyện lạ thời đại, Quốc hội Pakistan trục xuất đại sứ Pháp. Chuyện trục xuất đại sứ Pháp ở Pakistan rất khác cả về hình thức lẫn thực chất so với các trường hợp thường thấy trên thế giới khi chính phủ Pakistan đề nghị Quốc hội quyết định việc có trục xuất hay không. Nhà ngoại giao Pháp không vi phạm luật pháp của Pakistan cũng như luật pháp quốc tế về ngoại giao mà bị đưa ra làm mục tiêu tấn công thay thế cho Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ông Macron nhiều lần công khai bảo vệ việc báo chí Pháp in hình biếm họa nhà tiên tri Mohammed và coi đó là tự do ngôn luận. Người theo đạo Hồi trên thế giới nói chung và Pakistan nói riêng coi việc đó là hành động bán bổ nhà tiên tri. Những đảng phái Hồi giáo ở Pakistan đã phát động làn sóng phản đối Pháp dữ dội và gia tăng áp lực đòi chính quyền trục xuất đại sứ Pháp. Điều hiếm thấy trong chuyện trục xuất này là chính phủ Pakistan không đưa ra quyết định mà lại xuất trái bóng sang sân của nghị viện. Trục xuất nhà ngoại giao thôi đã là chuyện nghiêm trọng, trục xuất đại sứ lại càng nghiêm trọng trong quan hệ song phương. Về tình lẫn lý thì chính phủ Pakistan hiện không có lý do nào để trục xuất đại sứ Pháp và không có lợi ích thiết thực nào với việc xung khắc ngoại giao với Pháp. Nhưng nếu không nhượng bộ các đảng Hồi giáo kia thì sẽ khó khăn trong phản hồi an ninh chính trị và ổn định xã hội. Cho nên để một quốc hội quyết định lúc này chính là thượng sách. Malaysia hy vọng Myanmar sẽ tiếp nhận quan sát viên ASEAN. Trước cuộc họp thượng đỉnh ASEAN, Ngoại trưởng Malaysia bày tỏ hy vọng Myanmar sẽ tiếp nhận đại biểu từ hiệp hội này đến quan sát và hỗ trợ. Hãng Reuters ngày 20 tháng 4 dẫn lời Ngoại trưởng Malaysia Hisamuddin Hassan bày tỏ hy vọng rằng Myanmar sẽ tiếp nhận đại biểu từ các nước Đông Nam Á đến quan sát và hỗ trợ nước này khôi phục lại bình thường. Chúng tôi hy vọng rằng với cuộc thảo luận sắp tới ở Jakarta, Indonesia, Myanmar sẽ đồng ý tiếp nhận đại biểu từ nước chủ tịch luân phiên của ASEAN là Brunei hoặc ban thư ký ASEAN ở Jakarta đến quan sát và giúp Myanmar trở lại bình thường, theo Ngoại trưởng của Malaysia. Dự kiến, các nước ASEAN sẽ họp tại Indonesia ngày thứ Bảy 24 tháng 4. Ông Hisamuddin cho hay là Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin sẽ tham dự. Sau khi ban thư ký của khối ASEAN thông báo về cuộc họp, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã cho hay ông sẽ cử Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Dong Ramuwinai thay mặt tham dự. Một số nước khác cũng sẽ cử Ngoại trưởng của họ, theo ông Prayut. Một quan chức Thái Lan trước đó cho hay Tổng tư lệnh quân đội Myanmar Min Aung Hlaing sẽ đến Jakarta, dù chính quyền quân sự Myanmar chưa đưa ra bình luận. Theo các nguồn tin thì bạo lực tại Myanmar đã khiến cho 738 người thiệt mạng kể từ khi quân đội tiến hành chính biến vào hôm 1 tháng 2, dẫn đến phong trào biểu tình phản đối tại nhiều nơi trên cả nước. Tại Campuchia thì tình hình COVID-19 ở nước này đang mất kiểm soát. Phnom Penh tuyên bố vùng đỏ ở 3 quận. Tình hình COVID-19 ở Campuchia tiếp tục báo động khi Bộ Y tế Campuchia hôm 19 tháng 4 đã ghi nhận số ca nhiễm mới cao kỷ lục và chính quyền thủ đô của Phnom Penh phải tuyên bố vùng đỏ ở 3 quận, theo báo chí của Campuchia. Dù chính quyền Phnom Penh đã ban hành lệnh giới nghiêm từ ngày 1 tháng 4 và ra lệnh phong tỏa từ ngày 15 tháng 4, số ca nhiễm mới ở thủ đô này vẫn còn rất cao. Tờ Khmer Times đã đưa tin về tình hình COVID-19 ở Campuchia vẫn còn mất kiểm soát, khi Bộ Y tế hôm nay đã ghi nhận 624 ca nhiễm COVID-19, tăng từ con số 618 của ngày 18 tháng 4. Con số mới cho thấy số ca nhiễm COVID-19 mới mỗi ngày cao nhất kể từ khi thủ đô Phnom Penh và thành phố Takamau thuộc tỉnh Kandao giáp với Việt Nam đặt trong tình trạng phong tỏa từ ngày 15 tháng 4 và vượt qua con số cao kỷ lục, có 576 ca nhiễm bệnh được ghi nhận. Thêm 4 ca tử vong vì COVID-19 ở Campuchia, tình hình dịch bệnh vẫn đang rất căng thẳng. Quân đội Trung Quốc ra lệnh tin tặc tấn công mạng ở Nhật. Đài NHK vào ngày 20 tháng 4 loan tin quân đội Trung Quốc bị tình nghi ra lệnh một nhóm tin tặc tấn công hàng trăm mục tiêu ở Nhật Bản, trong đó có cơ quan không gian và nhiều công ty liên quan quốc phòng. Các nguồn tin điều tra cho biết cảnh sát Tokyo đã xác định được một người đàn ông Trung Quốc thuê máy chủ ở Nhật Bản, nghi là dùng để tấn công mạng nhắm vào cơ quan khám phá không gian vũ trụ của Nhật Bản JAXA hồi năm 2016.
Người đàn ông Trung Quốc nói trên trong độ tuổi 30 được cho là một kỹ sư máy tính và là đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc. Kỹ sư Trung Quốc này bị tình nghi là dùng thẻ nhận dạng cá nhân giả để thuê một máy chủ 5 lần từ tháng 9 năm 2016 đến tháng 4 năm 2017 khi còn ở Nhật. Sau đó thì ID giả của kỹ sư máy tính đã được một nhóm gián điệp mạng Trung Quốc được gọi là TIC và hoạt động dưới sự chỉ đạo của quân đội Trung Quốc POA mua lại qua mạng để tiếp cận máy chủ nói trên, theo Kyodo News đã dẫn các nguồn tin điều tra. Nghi can hiện không còn sống ở Nhật, nhưng cảnh sát Nhật Bản hôm nay đã chuyển hồ sơ vụ án liên quan đến người này cho giới công tố, với cáo buộc làm giả hồ sơ kỹ thuật số, theo Kyodo News. Một người Trung Quốc khác cũng bị cho là đã dùng ID giả để thuê nhiều máy chủ ở Nhật, và việc này đã diễn ra dưới sự chỉ đạo của một thành viên thuộc đơn vị 61419, phụ trách các cuộc tấn công mạng trong BOA, theo NSK. Cảnh sát Tokyo nghi ngờ BOA đã chỉ đạo nhóm tin tặc TIS tiến hành nhiều cuộc tấn công mạng ở Nhật, nhắm vào khoảng 200 công ty và viện nghiên cứu. Chuyên gia an ninh mạng IY Hiroki đã nhận định TIC là một trong những nhóm tin tặc hoạt động dưới sự chỉ đạo của BOA và giới chức an ninh quốc gia của Trung Quốc, theo tin từ NSK. Ông IY còn cho rằng TIC hoạt động mạnh trong những năm đầu của thập niên 2000, nhắm vào các viện nghiên cứu không gian vũ trụ bằng các cuộc tấn công tinh vi. Trung Quốc chưa có đưa ra phản ứng gì. Bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin châu Á. Sau một vài thông tin bảo trợ cho đài, Kim Thụy sẽ quay trở lại phần tin Việt Nam với một vài nội dung chính như sau. Sân bay Tân Sơn Nhất nghẹt thở vì số lượng khách quá đông kèm theo việc rà soát an ninh. Khoảng 50% hộ gia đình ở thành phố Sài Gòn có thân nhân là người Việt Nam ở nước ngoài.